Chào các bạn đến với channel VN Computer. Thì khi mà chúng ta sử dụng điện thoại các bạn, thì chúng ta có thói quen là hay là chia đôi màn hình ha, để mình có thể là sử dụng được hai cái ứng dụng song song các bạn. Tuy nhiên thì hôm nay mình lại chia đôi màn hình là lại không được các bạn. Cũng như các bạn đã biết rồi, để chia đôi màn hình ở trong điện thoại Android á, thì mình sử dụng ba ngón tay đúng không? Mình vuốt từ ở phía dưới lên nè, vuốt từ phía dưới lên. Tuy nhiên thì hôm nay mình cứ thực hiện mãi mà không được các bạn. Thì trong video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để khắc phục cái tình trạng là mình không chia đôi được màn hình trong điện thoại Android nha. Rồi bây giờ mình sẽ thoát cái ứng dụng Zalo ra nha các bạn. Rồi để khắc phục tình trạng này thì mình phải thiết lập lại ha. Có thể là do các bạn nhấn nhầm, nó thay đổi thiết lập, hoặc là có thể là điện thoại của các bạn nó mặc định nó thiết lập như vậy. Rồi thì để thiết lập lại thì các bạn tìm đến cái trình cài đặt ha. Đây cái trình cài đặt này các bạn mở trình cài đặt lên. Rồi sau khi trình cài đặt mở lên thì các bạn kéo xuống bên dưới nha, các bạn kéo xuống bên dưới, các bạn tìm đến cái mục là tính năng đặc biệt nè. Các bạn thấy mục đây chưa, mục đỏ đỏ này các bạn, có ngôi sao đó, tính năng đặc biệt nha. Rồi nhấn vào tính năng đặc biệt thì ở đây nè các bạn, ở đây nó có một cái tính năng đầu tiên luôn, đó là chia màn hình. Các bạn nhấn vào chia màn hình nha. Đó thì lúc này các bạn nhìn ở bên dưới đây đó, vuốt lên bằng ba ngón tay để vào chia đôi màn hình đó. Như vậy thì ở đây nó đang bị tắt nè các bạn ha, nó đang bị tắt ở đây nè, các bạn thấy không, nó mờ nè. Mình sẽ bật cái này lên nha. Đó, bật lên rồi thì bây giờ mình sẽ quay trở ra, thì lúc này mình sẽ chia đôi được màn hình nha các bạn. Quay ra mở Zalo lên, bây giờ mình sẽ chia đôi màn hình thử cho các bạn xem ha. Rồi vuốt bằng ngón tay lên nè, vuốt lên đó. Như vậy là màn hình đã được chia đôi đó các bạn. Mở một ứng dụng khác lên đó. Các bạn thấy không, lúc này màn hình của mình đã được chia đôi và hai ứng dụng có thể chạy được song song rồi. Hy vọng là video này có thể giúp ích được cho các bạn nha. Các bạn có thể khắc phục được tình trạng là không chia đôi được màn hình trong điện thoại Android. Còn bây giờ mình sẽ dừng video ở đây nha. Nếu như các bạn thấy hay, nhớ subscribe kênh của mình để không bỏ lỡ video tiếp theo. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau nha.